Vamos ver se cada vez más. Là sao Phật trên bàn gần 1.000 năm, Ngài là dòng Bà La Môn lúc cái tâm cha hiệu là Thực Hạnh, mẹ tôn là Thượng An Lạc. Một hôm Hòa Thượng An Lạc nằm động thấy luận được cái chính thần, sau đó có ra này. Tôi sinh ra ngày nắm chặt bàn tay trái mãi, cho đến khi gặp tổ sư tử mới xòe tay ra. Ngài được cha mẹ cho xuất gia theo hầu tổ sư tử. Tổ sư tử vì nợ trước phải trả nên truyền tâm ấn xong, bảo ngài phải sang năm ấn. Đây là cái quan gia tốt trái. Cho nên là Phật kể ra tổ, tức là có tam năng và tam bất năng, ba điều làm được mà ba điều làm không được, giác ngộ lúc đó viên mãn rồi. Nhưng mà những người không có duyên á thì Phật không độ được, đó là cái thứ nhất, cái bất năng. Cái bất năng thứ hai á là Phật không có độ tận chúng sanh, tức là không có độ hết. Nếu độ hết ngày mình đâu còn ngày mai đâu còn ngồi đây, Phật độ không có hết chúng sanh của chính mình á, tham sân si mạn nghĩ ác kiến biên kiến, cái đó là độ hết, độ sạch không còn á. Nhưng mà chúng ta là độ không có hết, cho nên ngày nay mình mới còn ngồi đây, là cái bất năng thứ hai. Cái bất năng thứ ba là không có diệt được định nghiệp, tức là cái định nghiệp là phải trả thôi. Nếu mà diệt được cái định nghiệp thì Đức Phật ra độ hết cái dòng họ Thích rồi. Rồi nếu sư tử, tổ sư tử cũng thế, rồi tổ nhị tổ quậy khả cũng thế, rồi là các ngài cũng phải trả nợ thôi. Đó là cái định nghiệp, là không có thể là diệt tận được. Mà cái này chúng ta biết rằng là giống như giấc mộng đó. Ai ngủ cũng có giấc mộng hết. Thì mình hai thứ, một là tiểu mộng, hai là đại mộng. Mà đại mộng, tiểu mộng đó, thì mình ngủ thì mắt tai mũi lưỡi thân thì nó nằm yên trên cái chỗ ngủ, trên giường, trên đơn. Nhưng mà cái độc đầu ý thức nó biến hiện là cảnh giới chiêm bao, là ý thức gọi là độc ảnh cảnh, cái trong duy thức học. Mà đủ thứ trong chiêm bao, nó đủ thứ vui buồn hờn giận ghét thương, cái gì nó cũng có. Mà giả sử có một cái thiện tri thức nói đây là giả, mình cũng không tin. Nhưng mà mình ngủ mà mãn giấc thì mình tự thức, hoặc có tiếng động, hoặc có người kêu thì là mình tự thức. Thì trong duy thức học gọi là tự chứng phần, tự chứng tỏ, có giải thích. Phật nói trước là tới thân là mình, đó là thức giấc là mình chứng tỏ. Nhưng mà nó có không? Có, nhưng mà chẳng phải thật. Thức giấc rồi giờ nó ở đâu? Kể cho người ta nghe được không? Được. Lấy ra chỉ được không? Không. Cho nên nó có mà chẳng phải thật. Cái thứ hai, chúng ta đang đây mở mắt trên bao mà mở mắt trên bao thì không bao giờ thức tỉnh. Nếu không tu phải tu mới thức tỉnh. Phật là cái người tỉnh thức mở mắt trên bao, tổ là cái người thức tỉnh của mở mắt trên bao. Cho nên Phật tổ các ngài đã làm xong đại sự này, còn chúng ta đang mở mắt trên bao.
Cho nên mình thấy là đang là mở mắt có an cư, có kiết hạ, có tụng kinh, có bái sám, có tâm thiền, có đủ thứ, có tu hành. Nhưng mà cái này đều là trong chiêm bao hết. Khi mình ngộ được cái bản tánh mình rồi đó, gọi là mới thức tỉnh cũng mở mắt chiêm bao, nó tự chứng tỏ. Cho nên chúng ta thấy là Ngài sư tử được cũng gì nổi trước, cho nên là Ngài phải chi trả và truyền tâm bắn xong cho cái Ngài Bà Sát Tử Đa rồi, Ngài phải phải trả nợ cũ. Rồi ra khỏi nước cái tâm Ngài đến Trung Ấn, vua nước này hiệu là Ca Thắng ra đón tiếp Ngài. Trong nước này có chúng ngoại đạo giỏi pháp thuật, ý tài kinh che Phật Pháp, người cầm đầu tên là Vô Ngã. Vua thấy thế bất bình, muốn thỉnh Ngài nhiếp phục chúng. Vua mở hội nghị luận, chính vua làm chủ tọa. Vô Ngã luận không dùng lời nói, thì Ngài là chống đối không chịu. Thì Ngài mới nói rằng nếu chẳng dùng lời thì làm sao phân biệt được phân thua. Ngoại đạo họ cũng giỏi á, hiện tại vô ngại không phải đơn giản. Nếu mà tổ sư không kính tánh là không thể thế nào mà chấp phục được. Và vì các ngài có đạo lực, là có biện luận, làm cho cái lý của họ không có vững. Sự biện luận của họ phải dấp chính từ cái đạo lực của các ngài, cho nên là khiến ngoại đạo tâm phục khẩu phục, có theo được. Cho nên ngoại đạo nói rằng là chẳng tranh hơn thua, chỉ lấy nghĩa ấy là nghĩa gì? Lấy cái nghĩa. Ngài hỏi, cái gì là nghĩa? Ngoại đạo đó, không tâm là nghĩa, tức là không có tâm là nghĩa. Ngài hỏi, ngươi đã không tâm thì đâu thành nghĩa? Nếu không tâm làm, không có tâm làm sao mà thành cái nghĩa được? Thì ngoại đạo nói, tôi nói không tâm chính là danh chẳng phải nghĩa, tôi đặt cái tên rồi. Thấp hơn nghĩa nãy chút xíu phải không? Danh, danh phải danh phi thường danh, mà danh nói ra được đâu phải là danh đâu. Đó. Cho nên ngoại đạo nói là tôi danh chẳng phải nghĩa, là Ngài nói, ngươi là không tâm chính là danh chẳng phải nghĩa. Ta nói quy tâm chính là nghĩa, chẳng phải danh, chẳng phải tâm cũng chẳng phải danh. Thì ngoại đạo nói chính là nghĩa chẳng phải danh, thì ai hay biện nghĩa? Thì Ngài bảo rằng người nói chính là danh không phải nghĩa, thì danh này là danh gì? Danh là tên đó, có tên gọi, có ngôn ngữ, thì chẳng phải rồi. Cho nên ngoại đạo nói vì biện cái suy nghĩa nên không danh mà đặt danh, cái vốn không có tên mà đặt cho nó có tên thì cũng là cái nghĩa, cái tên này có ngôn ngữ để nói để bàn rồi, chẳng phải cái nghĩa thật. Cho nên kinh Lăng Nghiêm nói là đô phô gì phàm hữu ngôn thuyết đô phi thật nghĩa, nếu có lời nói thì chẳng phải là nghĩa thật. Ngài bảo danh đã phi danh, danh thì chẳng phải danh rồi, thì nghĩa cũng chẳng phải nghĩa. Ngươi biện là ai, là biện vật gì? Thì bàn qua luận lại như thế hơn 50 lần, ngoại đạo mới là bạc lời nét phục. Bỗng trong vương cung có mùi hương lạ bay đến, thì Ngài chợt nói đây là tin đưa đến, thì ta đã tịch. Ngài liền xoay mặt về hướng bắc và chắp tay đảnh lễ. Lễ xong, Ngài nói với vua rằng, khi tôi mới đi, Thầy dạy qua năm ấn, nay ở lại đây đã lâu, là trái ý Thầy, xin tạm biệt đại vương sang nơi ấy. Vua và quần thần đồng tiễn Ngài sang năm ấn, tức là Ngài Tổ Sư Tử đang trả nợ. Thì Ngài ở tại vương cung đó làm luận với ngoại đạo, với vị vua này thì ta biết Thầy mình đã tịch, vừa có mùi thơm bay đến, từ xa xôi mà mùi thơm bay đến, tức là cái đạo lực nó cùng khắp không gian thời gian mà,
mà cùng khắp không gian á, thì là không có tướng đến đi, không đến không đi mới gọi là Như Lai. Cùng khắp thời gian, cùng khắp thời gian thì không có sự gián đoạn, tức là không sanh không diệt, không sanh không diệt gọi là Niết Bàn. Cho nên khi tổ mở thị tịch ở nước Kế Tân thì ở đây thì Ngài đã biết thì có mùi hương lạ mới nó cùng khắp. Cùng khắp mà không có đến và đi đó. Cho nên cùng khắp không gian, cùng khắp thời gian. Vua nước Nam Ấn hiệu là Thiện Đức nghe tin Ngài sang sửa xe giá ra đón tiếp, thỉnh Ngài về vòng cung. Nhân vua có hai thái tử, vị lớn là Đức Thắng thì thân thể khỏe mạnh mà tánh tình hung bạo, còn em thì hiền lành mà bệnh hoạn liên miên. Sẵn dịp vua hỏi Ngài, vua hỏi mở đây là cho nó nói một tí. Con tôi được kính tin Phật Pháp, ưa làm việc lành mà sao lại mắc bệnh kinh niên, vậy lẽ báo ứng lành dữ như thế nào? Mà tổ đáp rằng bệnh của thái tử là do công đức phát sanh. Bệnh này là lạ nè, bệnh là do công đức và bệnh là do nghiệp, hai cái có khác ha. Mà bệnh là do người làm công đức mà phát sanh, cái này là cái chuyện là của chỉ thánh nhân mới có. Còn phàm phu mà bệnh là phải do nghiệp, còn này mà bệnh do công đức rồi phát sinh. Thì xong lý sâu xa này đại dương phải khéo nghe, là giải thích thì đại dương phải nghe cho kỹ. Phật dạy người có nghiệp nặng thì nơi thân, ví như bệnh nội thương quá nặng, uống thuốc không có công hiệu, sắp chết bệnh càng hoành hành. Nếu là bệnh nhẹ, gặp thuốc liền bớt, bớt rồi từ từ mạnh. Nghiệp nặng cũng vậy, tuy có công đức mà không làm được gì, tuy có công đức nhưng mà không có giúp được gì, đến lúc gần chết thì lại càng nghiệp lại càng hiện. Nếu nghiệp nhẹ làm các việc công đức, nghiệp trước liền hiện, trả sau sẽ thanh tịnh. Hiện nay thái tử làm việc thiện mà bị bệnh lâu, hẳn là do làm các công đức phát nghiệp nhẹ này. Hiện tại tuy có khổ nhỏ, về sau sẽ ổn. Kinh đã nói, nếu phải chịu nghiệp báo trong ba đường ác, nguyện đời này nghiệp báo trong ba đường ác, thì nguyện đời này đã xong, để khỏi vào đường ác. Vua còn nghi gì nữa? Vua Thiện Đức tin nhận, càng phát tâm lòng phước. Sau đó Ngài từ giả nhà vua đi vọng vác nơi khác. 16 năm sau, vua Thượng Đức băng hà, thái tử Đắc Thắng lên ngôi. Vua Đức Thắng tin theo ngoại đạo, chú thuật nghe lời xúi giục của chúng, nên muốn làm khó Ngài. Thái tử con vua Đức Thắng tên là Bất Dư Mật Đa, biết được ác ý đó nên liền can vua rằng: Thái tử thưa tôn giả Bà Xá Tư Đa xưa kia ông nội kính trọng, nhiều người muốn hại còn không thể được, đạo đức của ngài rất cao, xin vua vàng đừng làm khó ngài. Vua Đức Thắng nổi giận cho thái tử theo tôn giả Bà Xá Tư Đa liền bắt hà ngục. Sau đó vua thỉnh ngài vào chánh điện, vua cập nạn: Nước tôi không có pháp tà, thầy tu học về tông phái nào? Ngài đáp: Tôi tu học theo tâm tông của Phật. Tâm tông tức là thiền tông, tôi là ý của Phật. Vua hỏi: Phật diệt độ đã 1.000 năm, thầy làm sao được tâm tông của Phật? Ngài đáp: Từ Phật truyền đến cho tổ Ca Diếp đã trải qua 24 đời, tới thầy tôi là tổ sư tử, tôi được người truyền lại. Vua nói, theo lời vua hỏi, tôn giả sư tử đã bị giết, đâu thể đem pháp truyền cho thầy,
nếu thầy sạch được truyền thì lấy gì làm tin? Ngài đáp: Thầy tôi truyền bát và trao y tăng giờ lê để làm tin, hiện nay vẫn còn. Ngài liền lấy y đưa cho như vua xem, vua vẫn không tin, bảo đem lửa đốt. Khi lửa cháy, y hiện thành năm sắc hào quang, lửa tắt y vẫn còn nguyên như cũ. Vua mới tin nhận, xin sám hối tạ tội. Đồng thời, vua truyền lệnh tha thái tử. Sau khi được thả, thái tử Bất Như Mật ra quyết chí xuất gia, xin phép vua cha được như nguyện. Vua thấy không thể ngăn được chí thái tử, nên đành phải cho. Thái tử đến ý kiến ngài, xin cho làm đệ tử xuất gia. Ngài hỏi: Nhà vua có bằng lòng không? Hay là vua cha có bằng lòng không? Thái tử thưa: Phụ vương đã bằng lòng. Ngài hỏi: Ông muốn xuất gia để làm gì? Thái tử thưa: Con muốn xuất gia để làm việc Phật. Ngài thấy thái tử tha thiết cầu đạo, liền nhận cho xuất gia. 6 năm sau, hay là sau 6 năm, ngài triệu thỉnh các thánh chúng vào vương cung truyền giới cho Bất Như Mật ra. Giờ truyền giới có nhiều điềm lành tướng hiện, toàn hội đều hoan hỷ. Một hôm, ngài gọi Bất Như Mật ra đến dặn dò: Ta đã già lắm rồi, chẳng bao lâu sẽ rời cõi này. Xưa đại pháp nhãn tạng của Như Lai lần lượt truyền đến ta, nay ta trao lại cho ngươi, hãy nghe kể đây. Thánh nhân nói chi kiến, ngay cảnh không phải quấy. Ngay ta ngộ tánh này, hay là ngộ tánh ấy, không đạo cũng không lý. Bất Như Mật ra thọ pháp xong thưa: Phụng y sanh giờ lê, thầy không truyền cho con là sao vậy? Thầy bảo: Xưa ta được truyền y vì thầy ta sợ bị nạn. Tức là xưa á, ta được truyền y vì thầy ta bị nạn, sợ người cho rằng truyền pháp không rõ ràng, nên truyền y để làm tín vật. Nay ngươi được truyền âm ấm thì mọi người đều biết, không cần y làm gì. Bởi vì từ trước là chi truyền pháp không có truyền y, mà đặc biệt tổ sư tử á, thì lại truyền y cho tổ Bất Như Mật Đa. Bởi vì nếu không truyền cái y của ngài đó, bởi vì tổ là họ nạn mà vua nước cái tông lên giết, mà thành thử ra là phải truyền pháp mà cũng truyền y để làm tín vật. Rồi sau đó nữa truyền trao lại cho đời này thì là chỉ truyền pháp chứ không có truyền y. Mà chỉ cần ông quá đạo xong thôi. Nói xong ngài thì hiện thần biến rồi vào niết bàn, đồ chúng lượm xá lợi xây tháp tôn thờ. Ngài thì hiện thần biến rồi vào niết bàn, đồ chúng lượm xá lợi xây tháp tôn thờ, tức là ngài tự đốt thân bằng quả quan tâm muội á. Có nhiều vị là các ngài là phải lấy củi chất lửa để đốt, còn có ngài thì tự là dùng cái thần thông để thiêu thôi. Cho nên chỗ này để chắn tắt quá chúng ta khó hiểu, nên mình phải biết đây là ngài dùng thần thông để thiêu, để chúng lượng ra lợi thôi chứ không có không làm cô ơi quá đà. Sau này cũng có nhiều vị tổ, tức là cách đây cũng khoảng khá lâu, cũng gần 100 năm, ở tại Ba Tri có cái chùa Khai Tường, chùa Thế Tường và thường trụ trì đó. Trước khi mà chết á, thì tịch thì ngài biết là kêu người ta ra ngoài đó, nó có một cái gò, nó thuộc của chùa, chỉ có cái gò nhỏ thôi, và đây ra đó phải băng qua ruộng. Và lại cái gò đó thì là đem ra đó là chất củi là để thiêu, thì mọi người á
nó thầy biết ngày giờ vậy thì phải để cái lòng tin, để lòng tin thì nó thôi. Thì bây giờ mấy ông nói quá, tôi lấy cái bộ kỹ trà, bộ trà đó tất cả để là đem ra rồi để trong đó rồi tiêu, tôi để lại thì cái bộ trà nó vẫn còn nguyên. Rồi khi mà đem về nó rót nước rồi thấy rồng nó hiện, nó lượn trong đó, giữ thời gian sau nó mấy mươi năm sau rồi bây giờ mất tiêu không biết được thuộc về ai giữ. Trước hồi số đó thì có gọi là ông tổng, ông tổng ông giữ, ông tổng ông giữ rồi là sau đó rồi nó đâu mất tiêu không biết ai giữ đâu, mất chùa không có giữ được, mất tiêu cái kỷ vật bộ kỳ tạ nó không bể. Mà đem ra rót nước cho mọi người thì thấy nó rộng, nó uốn lượn. Nhưng mà tiếc rằng cái lịch sử thì kể đơn sơ quá, mình không có nắm vững. Cái tiểu sử thì ở tại chùa Thiên Tường, không biết tên cái vị đó là gì, nghe kể truyền miệng thôi. Mà cái bảo tháp thì năm hồi tôi còn nhỏ ở đó, thì như là tháng chạp năm nào cũng đi tạo tháp, ra rồi quét dọn dãy cỏ rồi thắp hương rồi mình đi kinh hành về cái tháp, rồi giờ không biết ra sao không biết, hôm nay mấy mươi năm rồi, 60-70 năm rồi không biết ra. Bây giờ chúng ta tiếp tục tổ Bất Như Bật Đa thứ 26 giữa thế kỷ thứ 10, tức là 1.500 năm. Ngài dòng sát Thế Lợi ở Nam Ấn, con vua Đức Thắng lúc bé ngài đã sùng mộ Phật giáo, tánh tình thuộc thuần lương, thông minh xuất chúng, vì can thiệp với vua cha về việc tổ và sát Tư Đa, ngài bị hạ ngục. Sau khi được thả, ngài lấy cớ bệnh từ ngôi thái tử, xin xuất gia với tổ Bà Sát Tư Đa. Sau đó ngài được truyền tâm ấn đi giáo hóa các nơi. Ngài sang tâm ấn toàn hóa, vua nước này hiệu Kiên Cố, đang tin trọng các thầy Phạm Chí. Hai chân ngài vào nước này, chúng Phạm Chí họp nhau bàn mưu hãm hại. Thầy bọn Phạm Chí xin vua lên chỗ cao, ông chỉ xa hỏi vua: bệ hạ có thấy gì không? Phương Tây có yêu ký ác ma vào nước này. Vua đáp: không thấy, song có gì đáng ngại? Phạm Chí nói: ma này đến thì quốc gia suy vong, xin dâng kế với bệ hạ chi bằng mình tiêu diệt trước đi. Vua đáp: chưa thấy họ có tội gì, đâu thể nhẫn tâm hại được. Phạm Chí lại tiến cử bộ đồ chúng giỏi chú thuật để theo vua trị ma, tức là người xưa đi quần quá cũng có gặp ngoại đạo cản trở, mà cái đây thường cản trở là đừng theo như tổ sư nói đó. Liễu nghiệp chướng bổn lây tâm, vì liễu ôn tu hoàn túc trái, mình mà ngộ rồi thì là nghiệp chướng xưa nay không, tức là mộng lý minh minh hữu luật thú, thì giác ngộ không không vô đề thiên. Mà nếu không ngộ thì phải trả nợ cũ, cho nên cái quan gia trái chủ nghiệp báo tiền kiếp nó là muôn đời ai cũng có, mà không nặng thì nhẹ, không ít thì nhiều. Mà thường thường đó là trên con đường quan lộ thì tạo cái quan trái rất là nhiều, do vậy cho nên các ngài đã mà kiên tấn rồi mà đi đâu cũng còn phải gặp chân ngài đó, chi chúng ta là phàm phu. Nhưng mà mình có giữ vững được cái tâm là do công phu có đi tới thì mọi gì nó cũng đi đi qua. Cho nên là hiến kế cho vua, nó chưa thấy có tội gì, đâu thể dẫn tâm hại được. Rồi là Phạm Chí lại tiến cử một đồ chúng giỏi chúng thuật để theo vua trị ma, thì tổ đã biết
Cho nên là Ngài dặn dò với chúng rằng ta đến thành này nó có nặng nhỏ, các ngươi chớ có sợ. Thì tổ sư các ngài đã chứng tánh thì đương nhiên các ngài đã có tha tâm thông. Đôi khi các ngài có đầy đủ luật thông nhưng mà không có sử dụng những trường hợp khi nào phòng thân thôi, cái ít là không có, là trừ cái trường hợp quần quá như lục tổ Huệ Năng. Nếu mà không thể hiện thì không thể đổ được Trần Á Tiên mà không thể lập được đạo tràng, cho nên trường hợp đó là bất đắc dĩ phải sử dụng. Cho nên ngài thấy là tất cả tổ sư đều là đã tiến tánh thì đương nhiên các ngài phải có thần thông hết. Cho nên ngài dẫn ta đến thằng này thì anh có nặng nhỏ các ngươi chớ có sợ. Rồi đến thằng ngài đi xin vào kiến nhà vua, vừa gặp vua liền hỏi: thầy đến đây làm gì? Thầy đáp: tôi đến đây vì độ chúng sanh. Vua hỏi: cho đến pháp gì, độ những loại chúng sanh nào? Thầy đáp: tùy mỗi loài kia sẽ dùng pháp độ họ. Vua hỏi: nếu có người pháp thuật giỏi, thầy dám chống chăng? Thì ngài đáp rằng: Phật pháp rất chân chánh, dù thiên ma cũng hàng phục được, cũng là yêu Phật mà chẳng dám chống sao. Ngoại đạo nghe nói nổi nóng, liền dùng pháp thuật hóa quả núi lớn hiện trên công ngay đầu ngài. Như trực sắp đè, ngài lấy tay chỉ, quả núi bay qua trên đầu bọn phạm chí. Chúng hoảng sợ, cầu ngài cứu mạng. Ngài lấy tay chỉ, quả núi tan mất. Vua và chúng thậm chí đều kính phục, xin ngài từ bi tha lỗi. Đó, phải dùng chút xíu thần thông để dời cái ngọn núi. Nhân đó, ngài đem yếu chỉ Phật pháp giảng giải cho vua nghe. Vua hiểu rõ, thêm lòng quy kính, tỉnh ngài lưu lại trong hoàng cung. Ngài cũng cho nhà vua biết rằng trong nước nhà vua có một vị thánh nhân sẽ nối tiếp pháp của ngài truyền đạo. Nguyên lúc này có một đồng tử con dòng Bà La Môn, cha mẹ mất sớm, đồng tử ấy phải ăn xin để sống qua ngày. Đồng tử này tính tình phóng khoáng lạ thường, không ai biết tên họ là gì. Có khi đồng tử tự xưng là anh Lạc, nên dân chúng gọi là đồng tử anh Lạc. Gặp lúc đồng tử đi nhanh, có người hỏi: sao anh đi nhanh thế? Đồng tử đáp: sao các ngươi đi chậm quá vậy? Có người hỏi: anh hỏi gì? Đồng tử đáp: tôi với các người đồng họ. Một hôm vua Kiên Cố cùng ngài Bất Như Mật ra ngồi chung xe đi sang thành Đông. Anh Lạc đoàn ra đó, đứng trước xe làm lễ. Ngài nói với nhà vua: người này là thánh nhân trong nước đại vương vậy, tức là gặp mặt liền biết. Các ngài có duyên với nhau rồi, gặp nhau là biết, gặp biết trước mà. Trong nước đã có thánh nhân ở đây rồi, còn cái ông thánh nhân này thì đi lang thang thôi, nương nơi cha mẹ mất sớm rồi đi lang thang ăn xin qua ngày thôi, đi dạo trong khắp nhân gian. Rồi đó khi mà vua và ngài đến thì như là cái anh Lạc này ra đón được. Rồi ngài hỏi anh Lạc: ngươi nhớ việc xưa chăng? Anh Lạc thưa: tôi nhớ xưa đồng trong pháp hội, tôn giả giảng Bát Nhã Ba La Mật, tôi giảng Tu La La Thậm Thâm, dù xưa lại gặp nên mới đón nhau ở đây. Tức là các ngài đã gặp nhau đều nhớ như xưa rồi. Bồ Tát Thiện Thân, người là giảng Bát Nhã, người thì giảng Tu La La, tức là Đại Thừa Liễu Nghĩa, Thâm Thâm là Vi Diệu. Ngài nói với vua: đồng tử này hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí, là Bồ Tát Đại Thế Chí hiện thân ra đời để nói dòng pháp cho tôi. Sao tôi sẽ có hai vị đại sĩ ra đời? Vì trước giáo hóa ở Nam Ấn, vì sao có duyên với nước Trung Hoa, nhưng ở bên ấy 9 năm rồi sẽ trở về vốn gốc.
tức là Quan Âm và Thế Chí. Bát Nhã Đa La tức là Đại Thế Chí. Bồ Đề Đạt Ma là Quán Thế, thấy không, hiện thân để truyền kỳ mạnh mạch của Phật Pháp. Cho nên là Ngài nói trước đồng tử này là hiện thân của Bồ Tát Đại Thế Chí, ra đời để nối dòng Pháp cho tôi. Sau tôi sẽ có hai vị đại sĩ ra đời, vị trước là Giáo Hoa Nam Ấn, vị sau có duyên với nước Trung Hoa. Trung Hoa tức là Tổ Bồ Đề Đạt Ma đó. Nhưng ở bên ấy 9 năm rồi trở về bốn quốc, cũng trở về Ấn Độ lại. Ngài bảo anh là do xưa ta giảng Bát Nhã, ông thì nói Tu Đa La, nay gặp tại đây nên lấy là Bát Nhã Đa La đặt tên vui vậy, tổ Bát Nhã Đa La. Bát Nhã Đa La lễ tạ theo thầy xuất gia. Ngài ở Đông Ấn Quốc 60 năm hoằng hóa hay là hoằng truyền chánh pháp ở 60 năm. Thấy cơ duyên sắp mãn, Ngài gọi Bát Nhã Đa La đến dặn dò. Xưa Như Lai trao đại pháp nhãn tạng lần lượt truyền đến ta, nay ta truyền lại cho ngươi, ngươi nên lưu truyền cho để giúp mắt. Nghe ta nói kệ: kho tâm địa chân cánh, không đầu cũng không đuôi, hộp duyên tùy quá vật, phương tiện gọi là trí. Ngài từ giả mua kiên cố rằng: đại dương gánh vác việc nước, ủng hộ tam bảo đều được an ổn, vì tôi quá duyên đã hết, không vì quyến luyến ân đức đại vương mà ở lâu. Nay tôi sắp đi, đại vương khéo hộ trì Phật Pháp. Ngài nói xong trở lại chỗ ngồi, hiện các thứ thần biến, rồi thị tịch vua và môn đồ xây tháp xá lợi cúng dường. Thờ xá lợi, xây tháp thờ xá lợi cúng dường, cũng dùng thần biến. Thần biến tức là hóa quan tâm muội hay là thần thông. Bây giờ chúng ta tham khảo cái cuối thế kỷ thứ 10, tức là 1.000 năm, Hổ Bát Nhã Đa La. Ngài nhập vào La Môn ở Ấn Độ, ở Đông Ấn. Cha mẹ mất sớm, Ngài đi theo, hay là Ngài đi theo sớm ăn xin qua Ngài. Nếu có ai mượn làm việc gì, Ngài sẵn sàng làm tận lực không cần tiền. Hành động và ngôn ngữ của Ngài lạ thường, người đời không lường được. Khi gặp Tổ Quốc Như Mật đang nhắc lại duyên xưa, Ngài xin xuất gia theo hầu tổ và được truyền tâm ấn. Sau này Ngài thống lãnh đồ chúng sang Nam Ấn hoằng hóa. Vua nước này hiệu là Hương Chí, hết lòng sùng kính Phật Pháp. Vua sinh ra ba người con trai đều kính tin Phật Pháp. Người con lớn tên là Nguyệt Tịnh Đa La, xuất phát tu niệm Phật tâm muội. Người thứ hai tên Công Đức Đa La, thích tu bố thí lập phước. Người thứ ba tên Bồ Đề Đa La, thích tâm lý Phật, lấy việc xuất thế làm trên. Vua dẫn Ngài về cung cúng dường, bảo ba vị thái tử ra định lễ Ngài. Ngài biết ba vị thái tử đều ham tu, muốn nghiệm thử trí mỗi người thế nào. Sẵn nhà vua cúng dường hạt châu quý giá, Ngài lấy ra hỏi, tức là lấy hạt châu ra để mà hỏi ba vị thái tử. Thì Ngài hỏi rằng, cầm hạt châu lên Ngài hỏi rằng: ở đời có vật gì quý bằng hạt châu này chăng? Nguyệt Tịnh thưa, tức là vị anh cả thế tử lớn: hạt châu nào quý tột, ở đời không có gì hơn nó. Chẳng phải trong nhà vua thì làm gì có hạt châu này. Thì Công Đức Đa La cũng đồng ý như thế, tức là vị phần tử thứ hai.
Đó là những vọng tưởng thứ ba là Bồ Đề Đa La, tức là Bồ Đề Đạt Ma. Ngài luận rằng châu này là của báo thế gian chưa đủ làm khổ. Trong các thứ báo chỉ có pháp bảo là tốt. Đây là ánh sáng của thế gian. Trong các thứ ánh sáng chỉ có ánh sáng trí tuệ là tốt. Đây là trong sạch của thế gian. Trong các thứ trong sạch chỉ có tâm trong sạch là hơn hết. Trong tâm sạch tức là đã giác ngộ rồi. À, tâm thanh tịnh tức là trong sạch rồi. Tâm trong sạch là hơn hết. Những ánh sáng của hạt châu này không thể tự chiếu. Hạt châu không tự chiếu được bằng vô tri mà. Mà cần nhờ ánh sáng của trí tuệ mới biện biệt được nó. Phải có trí tuệ mới biện được nó là của báo. Đã biện rõ mới biết là châu. Đã biết là châu thì mới hiểu quý báu của nó. Nếu hiểu cái quý báu của nó thì nó báo mà không biết nó báo. Nếu biết rõ nó là châu thì nó châu mà chẳng tự biết là châu. Châu mà chẳng biết là châu thì cần trí châu mới biết rõ được thế châu, thể của châu. Báo mà chẳng tự biết báo, cần nhờ trí báo mới rõ là pháp báo. Bên luận chặt ghê ha, từng chữ từng lời từng chữ rồi rất là chặt chẽ mà đưa ra cái ý cuối cùng. Hai ba lớp mới đưa ra cái cuối cùng. Xong nè, thầy tôi có đạo thì báo kia liền hiện, đưa thầy mình lên mà cũng đồng thời đưa cái pháp. Chúng sanh có đạo thì tâm báo cũng như thế, đưa tất cả mọi người ai cũng là quý báu hết. Mà nếu giác ngộ, còn nếu không giác ngộ thì không báo đâu. Thấu rõ được tự tâm chính mình mới là báo. Ngài các biện tài của Bồ Đề Đa La rồi lại hỏi thêm: trong các vật vật gì không tướng? Thì Ngài trả lời rằng trong các vật chẳng khởi là không tướng, tức là tâm không có tác ý là không tướng. Trong các vật vật gì tối cao? Trong các vật nhân thì ngã là tối cao, ta và người đó. Trong các vật vật gì tối đại? Trong các vật pháp tánh là tối đại. Rồi Ngài sầm vui biết là Đại Pháp Ký sẽ nói giỏi cho Ngài sau này. Rồi tổ đã biết thì người này đã chọn, Ngài đã chọn rồi. Tô Bồ Đề Đa La tức là Bát Nhã Đa La, Tô Bồ Đề Đạt Ma đó. Nhà vua thắc mắc hỏi: một hôm vua Hưng Chí hỏi Ngài: tôi thấy các thầy đều tụng kinh, tại sao tôn giả không tụng kinh? Tổ Văn Nhã Đa La đáp rằng: tôi thở ra thì chẳng tiếp các duyên, hít vào chẳng ở trong ngắm giới, thường tụng thứ kinh này trăm ngàn muôn ức quyển. Là hơi thở ra thở vào thôi, không có dính mắc, tức là tụng kinh đó đó. Vua Hưng Chí văn hai hoàng tử lớn và hoàng thân đều khóc, đi Bồ Đề Đa La ngồi nhập định chỗ hoàng linh cữu suốt 7 ngày, an táng nhà vua xong. Bồ Đề Đa La xin phép mẹ và các anh theo ngài Bát Nhã Đa La xuất gia. Thế Cơ Diêu đã từng thuộc nên nhận cho, rồi khỉnh thánh tăng làm lễ xuất gia thọ giới cho Bồ Đề Đa La. Hôm nọ ngài gọi Bồ Đề Đa La đến dặn dò: đại pháp nhãn tạng của Như Lai lần lượt truyền trao, nay ta trao cho ngươi, ngươi khéo truyền bá cho để đoạn dứt. Nghe ta nói kệ: tâm địa sanh chư chủng, nhân sự phục sinh lý, quả mãn bồ đề viên, qua tài thế giới khỏi. Đất tâm sanh các giống, nhân sự lại sinh lý, quả đầy bồ đề tròn, qua nở thế giới sanh.
Trường pháp trong này thì các xứ thần biến rồi thì tịch công hiện thần biến tất cả những cái bài kệ của tổ á, tuy có ngôn ngữ nhưng mà đây là cái thế lưu bố tưởng, cho nên các ngài đã mượn cái lời của thế gian để diễn tả, nhưng mà nó không bị kẹt trong tứ cú, nó không có dính mắc trong bất phi, tức là tứ cú bất phi đều là chức bạc ách, bởi vì có cái nghĩa của nó, mình nói dễ hiểu tức là bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm của Bát Nhã Tâm Kinh, mà mình là dẫn chứng thôi, chứ còn lời mà mình giải thích theo cái ngôn từ đó thì mình dính mắc liền. Cho nên có nhiều nhà đó giải cái bài kệ của Lục Tổ Huệ Năng thành vẫn bị kẹt, bởi vì đó là cái bài kệ của Lục Tổ Huệ Năng là Hà Kỳ Tư Tánh Bổn La Thanh Tịnh, không ngờ tự tánh xưa nay nó vốn thanh tịnh, Hà Kỳ Tự Tánh bản bất sinh diệt, tức là bổn bất sinh diệt, nó không có sinh diệt, bất sinh bất diệt mà nó giống cụ tốt mà nó giống đầy đủ đó. Nó không sanh diệt, nó giống đầy đủ, nó giống thanh tịnh, rồi nó lại hai sanh môn pháp, cái chữ năng sanh môn pháp, hai từ tự tánh năng sanh giảng pháp, cái năng sanh này người ta hiểu lầm, năng sanh là cái dụng, còn bốn cái câu kia là cái thể, cho nên thể dụng đồng thời, rồi ra là mình đã y theo cái câu của tổ mà mình nói năm lần như thế đó, thì là mình bị kẹt nơi cái ngôn cú. Do vậy mà mình sanh lỗi mà mình không có biết, nó có năng sanh, Hà Kỳ Tự Tánh năng sanh vạn pháp, tức là cái dụng của, chứ không phải là có năng sanh, có năng tức là có sở rồi, cho nên là mượn cái ngôn ngữ của thế gian, cho nên kinh nếu bạn nói là thế lưu vô tưởng mà không có trước tưởng, bởi vì cái thế gian đã đặt cái ngôn từ như thế, các ngài lấy ngôn từ đó làm cái bài kệ, mình không hiểu được cái ý thì mình y theo cái văn mà giải nghĩa là quan cho chư Phật ba đời mà lìa trên một chữ tức động như mau nói, cho nên mình bị kẹt cái chỗ này. Nhưng bây giờ là tổ thứ 28 Bát Nhã Đà La, mà cũng đồng thời là tổ thứ nhất của Đông Độ, thứ 28 của Ấn Độ, Tây Thiên Tứ Thất là 28, Đông Độ Nhị Tam, Nhị Tam thứ 2, 3 là 6, tức là Tổ Bồ Đề Đạt Ma là thứ nhất, Tổ Lục Tổ Huệ Năng là thứ 6, Tây Thiên Tứ Thất là 28, Đông Độ Nhị Tam là 6 là 33, Việt Nam Lịch Đại Tổ Sư. Cho nên Ngài là dòng sắc đế lợi, tức là dòng vua chúa ở năm Ấn, ca là vua Hưng Chí, vua Hưng Chí sanh được ba người con trai, Ngài là vương tử thứ ba, thuở nhỏ Ngài có chí siêu việt và đặc biệt có tài hùng biện, vì có tài hùng biện cho nên ngày nãy ngày biện cái hạt châu mình nghe thấy bùi tai phải không, vững mạnh chắc. Nhân vua Hưng Chí thỉnh tổ Bát Nhã Đa La vào cung cúng dường, ngài mới có duyên gặp tổ, qua cuộc nghiệm vấn về hạt châu, tổ đã biết ngài là người siêu quần bạc tục sẽ kế thừa tổ vị. Sau khi vua cha băng hà, ngài quyết chí cầu xuất gia xin tổ Bát Nhã độ làm đệ tử, tổ quan hệ làm lễ tế pháp và truyền giới cụ túc, tổ bảo ngài hoàng tử đối các pháp đã được thông suốt, nay nên đổi hiệu là Bồ Đề Đạt Ma, từ đây ngài luôn hầu hạ bên thầy, Đa La đổi thành là Đạt Ma, Đạt Ma là đắc pháp, đạt là đắc, thông suốt biện luận của ngài, thấu rõ được cái bản tâm. Một hôm tôi gọi ngài đến truyền pháp và dặn dò,
Ngươi tạm giáo hóa ở nước này, sao sang Trung Hoa mới thật là nhân duyên lớn. Xong, đợi ta diệt độ khoảng 60 năm sau sẽ đi. Nếu ngươi đi sớm, sao e có việc không tốt, tức là đã biết trước có nạn. Những điều kiếp không về sự giáo hóa ở Trung Hoa sau này, Ngài đều cầu xin Tổ chỉ dạy. Tổ dùng những lời huyền ký tiên đoán việc cái phun sông ký cũng được mà quyền ký cũng được. Sông ký là theo thế gian, còn quyền ký là theo Phật pháp, cho nên có hai ngôn từ, mình nói sông ký cũng được mà quyền ký cũng được, là biết trước chứ không phải tiên đoán, biết chắc thật thôi. Vì gì tổ đã nói là một hai hai ngày giờ năm tháng luôn, nhưng mà dùng cái chữ tiên đoán là theo cái thế luôn vô tưởng. Cho nên thế gian viết như thế, thì cái nhà sử liệu họ cũng viết như thế, tiên đoán. Nhưng mà thật sự đã là quyền ký là 1, 2, 3, 4. Cũng như trong kinh Pháp, Pháp Hoa đó, Phật dự ghi không phải. Phật họ ký là chắc chắn thôi chứ không có dự ghi. Dự là tiên đoán rồi. Cho nên đời sau ông là hiệu gì, bao nhiêu năm đó, cái phần tòa ký đó, trong kinh Pháp Hoa đó, là ghi chắc thắng chứ không phải dự ghi. Ngày tháng năm giờ hiệu đó tên đó vậy 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 độ bao nhiêu người là chắc chắn. Thì cái dịp này cũng thế, là quyền ký kiếp không số phận ở Trung Hoa có nói hơn 10 bài kệ. Tổ tịch rồi ngài vẫn ở tại nước nhà giáo hóa, nhưng huynh đệ đồng sư với ngài là Phật Đại Tiên cùng chung sức giáo hóa, thời nhân gọi là hai ngài. Hai ngài là mở cửa cam lồ. Xong sa môn đồ của Phật Đại Tiên chia làm sáu ông. Phật Đại Tiên bởi vì ra đệ tử tới đông, cho nên là chưa có cái tiền ngộ thì mình lập tông, thành ra là còn bị kẹt. Làm là thứ nhất là hữu tướng, hai là vô tướng, thứ ba là định huệ, thứ tư là giới hạnh, thứ năm là vô đắc, thứ sáu là tịnh, đua nhau truyền bá. Ngài thấy sự chia ly ấy, ngài cho chánh pháp chi ly, vì thế ngài dùng phương tiện cảm hóa họ hộ đầu quay về chánh pháp. Vua Nguyệt Tịnh Băng Hà tức là anh cả đó, con vua là thái tử Dị Kiến nó ngôi. Dị Kiến lên ngôi không bao lâu lại tin theo Tà Thiết bài Bác Phật giáo. Ngài sai đệ tử là Ba La Đề đến con vua để giết quá. Sau khi cải tà quy chánh, vua Dị Kiến hỏi ra mới biết Ba La Đề là đệ tử của chú mình. Nhà vua cho thỉnh ngài về cung giáo hóa. Về cung giáo hóa một thời gian, ngài thấy cơ duyên của Trung Hoa đã đến, bèn đem lời quyền ký của tổ Bát Nhã Đa La thuật lại cho vua biết. Vua không còn lời gì dám ngăn cản, đành sắm tầm một chiếc thuyền buồm cho thủy thủ đưa ngài sang Trung Hoa. Vua và quần thần tiễn đưa ngài ra tới cửa biển. Ngài ở trên thuyền gần ngót 3 năm, thuyền mới gặp đến Quảng Châu. Nhằm đời nhà Lương niên hiệu Phổ Thông năm đầu, tức là 520 sau Công Nguyên, ngày 21 tháng 9 năm Canh Tý, thích sử tỉnh này ra đón ngài. Đồng thời dâng sớ về triều Tâu vua Lương Võ Đế. Vua được sớ liền sai sứ lãnh chiếu chỉ đến tỉnh ngài về Kim Lăng, tức là kinh đô nhà Lương. Vua Võ Đế hỏi: Trẫm từ khi lên ngôi đến nay thường cất chùa, chép kinh, độ tăng ni không biết bao nhiêu, vậy có công đức gì chăng? Ngài đáp: Đều không công đức. Vua hỏi: Tại sao không có công đức? Bởi vì những việc ấy là nhân hữu lậu, chỉ có quả báo nhỏ ở con người con trời, như bóng theo hình, thì có mà chẳng phải thật. Cho nên chúng ta thấy chữ công đức và phước đức nó khác nhau.
cất chùa, chép kinh, độ tăng ni, xuất gia và cúng dường bố thí, đó là phước đức chứ không phải công đức. Lâu nay chúng ta hiểu lầm, đó là cái phước. Cái phước giờ nó bằng nước tu di đi nữa thì nó cũng hao mòn, nó bằng ngay là cõi ta bà này nó cũng hao mòn, coi như là cái phước. Còn kiến tánh thì công bình đẳng thì đức, kiến tánh á thì công bình đẳng thì đức mới chân thật là công đức, là người đã giác ngộ. Nội cần các niệm thi công ngoại bằng bất tranh chi đức, tức là người đã giác ngộ rồi thì mới thật sự là công đức. Mà công đức thì nó không có hao mòn, tức là đã giác ngộ rồi, thành Phật rồi, thành Phật thành tổ rồi, cái đó nó mới lâu dài, nó vĩnh viễn. Công đức là vĩnh viễn. Còn phước đức thì nó có là cỡ nào đi nữa, bằng cõi ta bà đi nữa nó cũng hao mòn. Cho nên là các chùa độ tăng thì hỏi có công đức gì không, ngài đáp là đều không có công đức. Thì hỏi tại sao? Thì đó là cái nhân ngũ lậu, bởi vì nó có hình tướng, nó có cái phước báo. Mình trồng đậu được đậu, trồng cà được cà, trồng dưa được dưa, nó có nhân quả rõ ràng mình hưởng được, cho nên nó hao mòn, nó không phải công đức. Thì đó là mình hỏi tiếp, thế nào là công đức chân thật? Trí thanh tịnh tròn màu, thể tự rộng lặng, công đức như thế không có gì mà cầu, đó là chân thật công đức. Trí thanh tịnh tròn màu tức là tâm Phật đó, nó tròn đầy sáng tỏ, nó trong sạch. Cái thể tự nó công lặng, cái công đức như thế là không cho thế gian mà cầu được, là do phải thành giác ngộ, phải minh tâm kinh tánh, đó là công đức. Là do là con người học Phật nhiều cho nên nói thế nào là thánh đế để nhân nghĩa. Thánh đế để nhân nghĩa là chân đế, tục đế, vượt lên chân đế và tục đế là đệ nhất nghĩa đế, tức là thánh đế đệ nhất nghĩa. Thì hỏi thế nào là thánh đế đệ nhất nghĩa? Quách nhiên vô thánh, rộng ràng không thánh. Quách nhiên vô thánh, rộng ràng không có gì là thánh hết. Rộng ràng mà đó là đâu có thánh, nếu có thánh có phạm rồi. Có thánh là có phàm, mà có sanh có diệt, cho nên là không có thánh. Mà có thánh đương nhiên có phàm, có đối đãi rồi, cho nên là rộng ra không thánh, quách nhiên vô thánh. Rồi giờ vô hạ nữ tiếp, đối diện với chẩm là ai không biết, chứ không biết này nó trở thành cái công án rồi. Không ăn lớn nữa. Vô lương vô đế không lại ngộ được, lui về nghỉ, ngày biết căn cơ chẳng hợp, lui lại ít lâu. Tới ngày 19, ngày bỏ qua, bỏ vua nhà Lương, sang sông Giang Bắc. Ngày nhập cảnh nước Mỹ, đến Lạc Dương, nhằm đời nhà Hậu, hậu vị vua Hiếu Minh Đế, niên hiệu Chánh Quang năm đầu, tức là 520. Sau công nguyên ngày 23 tháng 11, ngài lên dựng tại chùa Thiếu Lâm ở Tung Sơn, cho ngài ngồi xây mặt vào vách im lặng, tăng chúng đều không hiểu được. Người đời gọi ngài là Bà La Môn, ngồi nhìn vách, tức là Bích Quán Bà La Môn. Thấy không hợp thì đi thôi, ở lâu sanh diễn. Ngài đã Thiếu Lâm Tung Sơn cho ngài ngồi nhìn xem mặt vô vách im lặng, có tăng chúng không đều không hiểu được. Người đời gọi ngài là thầy Bà La Môn, ngồi nhìn vách. Có một vị tăng tên là Thành Quang, học thông kinh sách, giỏi lý diệu biện,
nghe dân tìm đến nhất kiến, thần quan đã đủ để ghi mà ngài vẫn ngồi yên lặng ngó mặt vào vách không màng đến. Quan nghĩ, người xưa cầu đạo chẳng tiếc thân mạng, nay ta chưa được một trong muôn phần của ngài. Ban đêm trước rơi lả tả, thần quan vẫn đứng yên ngoài tiếp chắp tay hướng về ngài. Đến sáng thứ ngập trên đầu gối mà gương mặt thần quan vẫn thản nhiên, ngài phê phế đương tình xây ra hỏi: các vị biết là khi mà tiếp nó có cái nghi, bởi vì như là khi ngồi nhìn nhất mà là không có quay lại đó, thì ngài thần quan này khỏi cái nghi, tức là thắc mắc. Khi mà có cái thắc mắc rồi đó thì không gian và thời gian nó có nghĩa gì ta, tới đầu gối mà không nghe lại, chứ nếu mà không có nghi là làm chịu không có nổi. Đây là cái chỉ ở trong cơ thiền mới biết được cái câu này, tức là nghi rồi là không gian thời gian mà quên bẵng hết, lạnh nóng nhiều điều cũng không có biết, là cái nghi nó đến cái chỗ tổ cùng. Thì lúc đó là tổ mới quay qua mới hỏi: người đứng suốt đêm trong tuyết đi muốn cầu gì? Lúc này ngài mới nói: xưa ngài thần quan mới xưa, cuối mong hòa thượng từ bi mở cửa căn cầu đồng đội chúng con. Rồi đó là tổ quả là diệu đạo vô thượng của chư Phật, dù nhiều kiếp tinh tấn hay làm được những việc khó làm, hay nhận được việc khó nhận, còn không thể đến thai, cũng là dùng chút công lao nhỏ này mà cầu được pháp chân thượng, tức là quả quả để khích phát. Cái này sẽ làm cho cái đương cơ phẩm sát cái nghi nó đến cái chỗ tột cùng, đến cái chỗ người thế gian gọi là maximum, lên cái nghi tuyệt đỉnh. Hay quá, đã là suốt đêm không có biết rồi nhưng mà hay quá, diệu đạo vô thượng của chư Phật, dù nhiều kiếp tinh tấn hay làm được những việc có làm, hay nhận được việc có nhận, còn không thể đến thai, cũng là dùng chút công lao nhỏ này mà cầu được pháp chân thượng. Thần quan nghe dạy bèn lấy lén lấy dao chặt cánh tay trái để trước mặt ngài, để tỏ lòng thiết tha cầu đạo. Ngài biết đây là pháp cứu bèn dạy: chư Phật lúc ban đầu cầu đạo vì pháp quên thân, nay ngươi chặt cánh tay để trước ta, tâm cầu đạo như vậy cũng khá khá là thôi. Thần quan thưa: pháp ấn của chư Phật con có thể nghe được chăng? Nghe pháp ấn của chư Phật thôi, không không kể nữa. Quên đầu đó, quên đầu không phải là chuyện đơn giản, chỉ có nghi mới quên đầu rồi. Không có nghi tột đỉnh là không thể nào quên đầu được đâu. Mình đó là bứt tai chút là nghe đau mà, còn không chặt cánh tay mà. Thành được cái nghi tuyệt đỉnh là quên thân tâm, cả thế giới đều quên. Chỉ có còn một cái tâm niệm tột cùng của cái nghi, cho nên cũng muốn nghe pháp ấn của chư Phật. Rồi thì ngài mới nói là pháp ấn của chư Phật không phải từ người khác mà được, không phải từ người khác. Thì ngài mới nói là tâm con chưa an, không phải, xin thầy dạy cho con pháp an tâm. Người đưa tâm lên ta an cho, nhìn lại tâm thở cầu tâm tâm bất đắc, tức là ba thở cầu tâm không có được, cứ lên tâm ra đây ta ăn cho, con tìm mãi mà không thể được, ta đã ăn cho ngươi rồi đó, ngộ liền, ngộ liền pháp an tâm, đâu có chỗ tột cùng là ngộ liền chứ thôi còn nói gì nữa đâu. Mà cũng là thần quan nhân đây được cái ngộ, ngài liền đổi tên thần quan là Huệ Khả. Thì bây giờ mình muốn như người xưa thì các vị cũng nên là đề khởi câu thoại đầu giống như chỗ là muốn nghe pháp ấn của chư Phật. Pháp ấn của chư Phật không phải từ người khác mà được, phải đề khởi câu thoại đầu mới có nghi là nhân ngộ là quả.
Tôi nghĩ là giác ngộ là quả mà lại nghĩ thì được đại ngộ, mà tiểu nghi thì được tiểu ngộ, mong đây chúng rồi tôi được đại nghi đến đây xin chúc các vị sanh tâm tưởng là làm chúng này chúng sanh vô biên.